mình có ba người vừa đúng lên đôi mình. Những chiều mây lần lội tầm mắt cũng xa xôi, ngày sau một hai trong ba đứa không chôn được, chẳng nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây xin chào bác nhá. Clip này thì tiếp tục lại tiếc bác với những dòng cuộc đời bãi, một những dòng cuộc đời mà trong thời gian vừa qua thì các bác ủng hộ rất là nhiều. Dòng đẩy ba kênh và con này thì nó liền cắt súp luôn bác nhá. Đến thương hiệu từ châu Âu thì những dòng đẩy mà Class D như này thì về cái linh kiện bên trong thì nó sử dụng rất là nhiều linh kiện cao cấp, và nhìn những cái linh kiện của nó thì chắc chắn bền bỉ, cho nên là các bác chơi dòng này thì nói chung là anh em làm sự kiện hoặc là làm phòng hát thì dòng này đầu tư nên rất là ổn mấy nhá. Một con đẩy này thì các bác có thể đánh kênh súp này, đánh những quả súp ghép, và hai kênh full này thì các bác có thể đánh được mỗi một kênh đánh nhá, một cặp loa bát 40 mấy nhá, côn 76. Có rất là nhiều bác mua em hai con đẩy này và làm đánh trọn gói một bộ sự kiện. Thì với những dòng đẩy bãi tiếng rất là hay, vừa rồi em test nghe bác nghe chất âm. Ở con này thì mặt màu đen, bên em thì có cái dòng này về nó có vừa màu đen vừa màu bạc. Bác nào thích màu đen thì lấy mà lấy màu bạc thì lấy mới nhá. Để ba kênh mặt phay nhôm cực kỳ đẹp đấy nhá. Đấy. Pomax này, D Herup 3715. Với nội thất con này thì hiện tại thì em mở nó nắp ra rồi để các bác quay chi tiết cho bác xem. Quả gió nó rất là êm đấy nhá, quả gió rất là êm. Và nó sử dụng là mạch Class D. Class D thì nó làm rất là nhẹ nhé, gọn gàng, chạy bằng MOSFET, không dùng sò, cho nên là linh kiện con này thì toàn linh kiện chất thôi. Hai nguồn biến áp nhé, và cái nguồn này thì làm độc lập, hai vị làm độc lập luôn. Kênh vé méo này là kênh full và méo này là kênh súp nhé. Kênh súp thì nó sẽ tương đương với hai kênh full, công suất gấp đôi. Đấy. Đây chúng ta có thể nhìn thấy thì quạt của nó rất là êm nhé, rất là êm. Khi mà điện đầu vào thì nó đã qua tất cả những cái cục thỏi lâm châm của kỹ sư họ thiết kế này để khử nhiễu, khử những cái độ nhiễu của lọc, tôi nghĩ là lọc điện đó nhé. Và những cái đường giao loa đều có những cái thỏi lâm châm bên trong này. Đấy, nó đều có những cái cục khử này, nhìn nó như những cục lâm châm ấy, nó khử, cho nên là tiếng ra rất là sạch sẽ và chi tiết. Nghe dòng này thì tiếng rất là hay. Ở những không gian phòng đây thì các bác mà đánh ra ngoài trời tiếng nó lời nó bay rất là sáng quá nhá. Ở phòng em thì cái về cái tiêu âm nó hơi kém, cho nên là nghe chúng ta nghe thì nó không hết được cái, quay qua điện thoại nó không hết được cái, tức là nó không thể hiện hết cái chất âm độ hay của nó. Nghe bình thường, nghe như con này mà các bác đánh ngoài trời tiếng nó bay phóng rất là hay. Đây các bác nhìn vào nó, tất cả nó có đều có những cuộn lọc điện, xong những dơ le này, và những cái mạch bảo vệ của nó rất là cao cấp nhé, rất là nhiều những lớp mạch bảo vệ, và những lớp mạch bảo vệ này nó toàn linh kiện là nó to nhé, linh kiện cắm chân hết. Tụ thì nó sử dụng là 2, 4, 6, 8, 8 con tụ, bên trong này là 8 tụ 200V nhé, áp cao bên ngoài. Đây là 3 này, 6 này, có nghĩa là cứ 2 con tụ con, 1 tụ to là 3, 6, 9, 12 12 con tụ này là tụ 160V mới nhé, tụ nhỏ nó là tụ 160V. Đấy, nguồn biến áp giờ hết vào đây, thì các bạn bo IC, nó toàn IC to hết nữa nhé. Linh kiện của nó làm chắc chắn lắm, hàng châu Âu nó làm chắc chắn lắm. Đây bên cái súp thì nó sẽ có hai cặp MOSFET và những dòng sò con. Kênh full thì nó có mỗi một kênh là một cặp MOSFET nữa nhé. Và nhìn có nhìn này, này linh kiện nó tiếng rất là hay, tiếng rất là hay. Ba kênh con này nó liền các súp luôn, kỹ sư họ tính toán thiết kế hết rồi. Đây có nhìn thấy rất là nhiều những cái mà từ những cái dây cáp nó cũng có những cái khổ khổ từ khử nhiễu. Đây đằng sau thì nó sẽ có đường vào bằng canon mới nhé, và đường ra loa bằng Daniel Trick, có đường chập Braille đây, nếu gạt Braille thì nó sẽ thành hai kênh bằng nhau. Đấy. Nguồn điện áp của nó là 234 250V mới nhé, dòng hàng châu Âu hàng xuất, cho nên là sử dụng điện 220. Chúng ta nhìn linh kiện máy móc nó cực kỳ là chất. Con này giá bán rất hợp lý đấy nhá, giá bán nó bác có 7.200.000 thôi. Hai con này có tính ra các bác có 14.400.000 là chúng ta được một đánh, có nghĩa sử dụng được một bộ sà sự kiện rồi.
có bác ấy chơi, bác ấy đầu tư, bác mua hẳn 3 con, 1 con skua. Bởi vì là thực sự bác là một bộ dàn sự kiện thì các bác nếu chơi để mới bây giờ thì những hàng gọi là công suất khỏe còn chất âm thì không thể hay bằng như này, mà các bác mua thì nó cũng phải rơi vào tầm 30-40 triệu để được những cái công suất để làm chúng ta chơi sự kiện. Ở đây chúng ta mua mới có 10 mấy triệu các bác đã đây chơi được cả bộ dàn rồi, và chất âm đem lại rất là hay nhé, tiếng nó hay lắm, chi tiết. Giá thành là 7 triệu 20 nhé, em xin chào bác ạ.